Ok, xin chào anh chị các bạn. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel nha. Thì hôm nay mình có lên trường để giải quyết một vài cái công việc. Thì ở cái clip này á, mình muốn tiếp tục mình làm để mình chia sẻ về cái visa Úc ha. Thì như mình có nói trước đây á, là mình đã tìm hiểu khá là nhiều những cái cơ hội để mà có thể mà được đi đi Úc đó. Nên mình cũng có những cái hiểu biết, và mặc dù là hiện tại thì mình đang sống và làm việc tại Canada, định cư rồi này kia, nhưng mà cái những cái kiến thức của mình tích lũy được á, mình cũng rất là mong có thể chia sẻ được lại với mọi người để giúp ích cho anh chị các bạn ha. Ok, thì mình sẽ vào cái phần chính. Thì có rất là nhiều anh chị các bạn muốn đến Úc để mà lao động thật sự luôn. Ngoài cái visa mà 462 á, tức là lao động kỳ nghỉ á, được đi Úc tối đa là 3 năm á. Nhưng mà cái visa này, mặc dù là cái giấy tờ nó không có phức tạp, nhưng mà nó rất là cạnh tranh. Thì mỗi một năm người ta chỉ tra khoảng 1.500 chứ, sorry. Đó, thì nhưng mà cái số lượng mà người các bạn muốn đi thì lên đến cả 100.000 người, thì tỷ lệ chọi là 1 chọi 100 nha. rất là cạnh tranh luôn để đi được cái visa 462. Đó. Vì vậy mà cũng có những anh chị các bạn hỏi là có cái cách nào để đi Úc nữa hay không? Cách nào để sang Úc lao động hay không? Thì mình nói là cá ha. Có một vài cái cách cho anh chị các bạn mà có thể là sang Úc và lao động. Thì một trong số đó là cái loại visa 482. Đó. Visa 482 á, là một cái loại visa mà giúp cho những cái người đến Úc lao động từ 2 đến 4 năm. Thì tùy cái trường hợp là có thể xin được định cư Úc hay không. Thì tùy cái stream mà bạn đi ha. Đó, thì mình nói ngắn gọn và vào cái những cái thông tin chính thôi. Đó, để mà được đi cái loại visa 482 này có một vài cái điều mà anh chị các bạn cần phải chú ý. Thì đầu tiên chính là về cái việc là ngành nghề. Coi thử là ngành nghề của anh chị các bạn có thuộc trong cái danh sách mà nước Úc đang cần hay không. Thì nó sẽ chia làm hai loại, là cái danh sách trong ngắn hạn và cái danh sách trong trung và dài hạn. Thì tùy cái ngành nghề của anh chị các bạn đang làm ha. Đó, phải tích lũy đủ là từ 2 năm kinh nghiệm làm việc trở lên. Đó. Còn cái yếu tố thứ hai là anh chị các bạn cần phải có được một cái gọi là thẩm định tay nghề, skill assessment. Thì cái phần này là mình thấy nó khá nhanh đó. Người ta làm rất là kỹ. Các bạn cần phải nộp hồ sơ, rồi cần phải phỏng vấn, rồi cần phải trao đổi và chứng minh được cái kinh nghiệm làm việc của bạn để có một cái skill assessment positive. Đó. Thì đa số luôn những cái loại visa đến Úc để lao động nè, hoặc là để xin định cư nè, đều cần phải đi qua cái bước là gọi là skill assessment. Đó. Mình thấy cái bước này nó rất là quan trọng, nên mọi người muốn đi Úc phải hiểu được cái bước này là gọi là thẩm định tay nghề đó. Đó. Còn một cái điều nữa mà anh chị các bạn cần phải chú ý, mà nếu mà muốn đi cái loại visa 482 này, là phải tìm được một người chủ đủ điều kiện để mà người ta bảo lãnh bạn ha. Đó, thật sự không phải dễ đâu. Đi visa 482 á, mà tìm được cái người chủ đó, mình phải cố gắng nỗ lực rất là nhiều. Vì thế mà mọi người có thấy không, rất ít những cái ai mà đi cái visa 482, đặc biệt là trong cộng đồng Việt Nam mình thấy ít người đi visa này lắm. Đó, tại vì nó không có kiểu là dễ như là 462. Đó. Những cái người chủ phải đủ điều kiện và phải chấp nhận bảo lãnh cho bạn, rồi sau đó thì hỗ trợ bạn nộp hồ sơ, liên lạc với luật sư đồ này kia, nộp hồ sơ, và khi mà bạn sang tới Úc thì bạn phải làm việc cho người chủ đó. Và tùy cái stream bạn đi, nếu mà ngành nghề của bạn là ngành nghề luật cái dạng là ngắn hạn thì thường thường là không có gia hạn. Còn cái ngành nghề mà trong cái danh sách là gọi là trung hạn và dài hạn thì có thể là bạn sẽ có cái cách mà xin lên thường trú nhân thông qua con đường là visa 186 đó. Thì nói chung á, là cái visa này là cũng ổn đó, nếu mà đi được thì good, mừng cho các bạn. Nhưng mà phải tìm được chủ, và đa số thì các bạn ở Việt Nam á, mình thấy thật sự luôn, hồi đó mình cũng cố gắng mình tìm thử cái cách nào để mình liên lạc với chủ không, nhưng mà nó khá là khá. Ngoài cái việc là phải lên những cái trang tuyển dụng của bên việc làm bên Úc á, thì những cái chủ họ sẽ có thể mà họ giúp cho mình, tuy nhiên là rất cạnh tranh luôn đó.
Thì ba cái điều mà mọi người phải chú ý, thứ nhất là về ngành nghề của mình thuộc trong danh sách đang Úc đang cần hay không, và có đủ kinh nghiệm làm việc chưa, 2 năm trở lên. Và cái thứ hai là phải làm được cái skill assessment positive, tức là thẩm định tay nghề. Và một cái bước cuối cùng là phải tìm được cái người chủ bảo lãnh. Đó. Quá là chặt chẽ luôn, ở bên Úc người ta làm hồ sơ mình phải nói là rất rất là gắt luôn nha. Không phải là đơn giản mà mình làm được cái visa đi Úc đâu. Đó. Và thật sự luôn, khi mà được đi cái visa 482 này á, thì mình theo cái kinh nghiệm của mình thì rất rất là nhiều anh chị các bạn mà muốn đi thì phải bỏ một cái số tiền cho dịch vụ, cũng không khác gì là bên bên Canada của mình đâu. Phải bỏ tiền ra cho dịch vụ, không ít thì nhiều. Nổi cái tiền mình nộp visa cho chính phủ không mà mình thấy cũng đã mất hồn rồi, 1330 cho cái visa lao động. Cho cái gọi là cái stream là short term, là ngắn hạn, còn cái stream mà medium term ấy, là phải 2300. Oh my god, nộp quá trời tiền. Đó. Thì ok, đó là những cái thông tin gọi là cơ bản về cái visa 482 để cho mọi người tham khảo ha. Nếu mà anh chị các bạn có câu hỏi gì thì cứ để bên dưới đi, mình biết thì mình sẽ đáp cho. Mặc dù là mình không phải là chuyên luật sư nhưng mà mình có thông tin thì mình chia sẻ thôi. Đó. Các bạn anh chị cứ yên tâm. Ok ha. Alright. Chào mọi người và hẹn gặp lại anh chị các bạn các clip sau. Đừng có quên là nhấn subscribe để ủng hộ cho cái channel của mình nha, để nhận thêm được nhiều cái clip chia sẻ về giấy tờ đi nước ngoài, đi Úc, đi Canada hoặc là đi Mỹ, thì mình cũng thích làm giấy tờ lắm nên mình sẽ hay nói về những cái vấn đề này. Đừng có bỏ lỡ những cái clip của mình nha, và những cái cơ hội đi nước ngoài cho anh chị các bạn. Alright, bye bye mọi người.